Chiều mùng 5 tháng 3, tại nhà văn hóa tổ dân phố Thành Non, Ban chấp hành Công đoàn phường Xương Giang cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ phường phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn công ty One Chain Vina tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam năm 2023. Tham gia buổi giao lưu có 6 đội thi, mỗi đơn vị 3 đội với gần 40 vận động viên tham dự. Ngay sau lễ khai mạc, các đội đã tiến hành thi đấu trên tinh thần giao lưu, học hỏi. Các vận động viên đã cống hiến nhiều pha bóng đẹp, hấp dẫn, các trận thi đấu diễn ra sôi nổi. Buổi giao lưu bóng chuyền hơi là hoạt động thể thao bổ ích, tạo không khí thi đua sôi nổi để tuyên truyền chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Qua đó, thắt chặt tình đoàn kết giữa các đoàn viên công đoàn và giữa các tổ chức công đoàn, làm phong phú thêm hoạt động đời sống văn hóa tinh thần, cổ vũ phong trào rèn luyện, nâng cao sức khỏe của cán bộ, công chức, người lao động hai đơn vị để thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua được giao.